xe buýt đấy. Ngày 27 tháng 9 năm 2012, di tích khảo cổ kiến trúc nghệ thuật ốc El Ba Thê ở tỉnh An Giang được chính thức xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Trải qua 10 năm hoạt động, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ốc El đã được nhiều thành tựu đáng kể. Tỉnh An Giang đang phối hợp với cơ quan chức năng triển khai thực hiện tốt kế hoạch lập hồ sơ đề cử giai đoạn 2 trình UNESCO công nhận khu di tích khảo cổ ốc El Ba Thê là di sản thế giới. Giám đốc Ban Quản lý Di tích ốc El Ba Thê cho biết, thời gian qua, các nhà khoa học khảo cổ Việt Nam đã góp phần làm sáng tỏ dần các giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích khảo cổ ốc El Ba Thê. Để trên cơ sở đó, tỉnh An Giang đã hoàn thành việc lập hồ sơ đề cử khu di tích khảo cổ ốc El Ba Thê trình UNESCO công nhận là di sản thế giới giai đoạn 1, được Trung tâm Di sản Thế giới đưa vào danh sách dự kiến lập hồ sơ đề cử. Tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ đề cử giai đoạn 2 trình UNESCO công nhận khu di tích khảo cổ ốc El Ba Thê là di sản thế giới. Việc di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật ốc El Ba Thê được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt là sự tôn vinh những giá trị to lớn của một trong ba nền văn hóa cổ Việt Nam gồm Đông Sơn, Sao Quỳnh và ốc El, qua đó góp phần giữ gìn, bảo vệ, tôn tạo, phát huy tốt những giá trị của di tích văn hóa ốc El, đưa di sản văn hóa ốc El xứng tầm với di sản văn hóa cả nước và thế giới.